Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá xăng thế giới những ngày qua có xu hướng giảm. Dự báo nếu không tác động đến quỹ bình ổn thì ngày mai, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 150 đồng một lít, giá xăng RON 95 giảm 160 đồng một lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng tăng 170 đồng một lít, dầu hỏa tăng 110 đồng một lít và dầu mazut giảm 320 đồng một ký. Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý tăng trích lập hoặc giảm chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể sẽ không đổi. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi liên Bộ Tài chính Công Thương đang không trích lập quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu. Đồng thời, mức chi sử dụng quỹ bình ổn đang ở mức cao, chỉ sử dụng E5 RON 92 ở mức 1.900 đồng một lít, xăng RON 95 ở mức 1.050 đồng một lít. Tại kỳ điều hành giá xăng gần nhất là ngày 12 tháng 5, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định tăng giá các mặt hàng xăng. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 trên thị trường hiện tại ở mức 18.426 đồng một lít, với xăng RON 95 là 19.531 đồng một lít, cao nhất trong vòng 15 tháng qua. Trong nửa năm qua, từ ngày 11 tháng 11 năm 2020, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 4.541 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 4.830 đồng một lít.